Hân xin được gửi lời chào tràn đầy yêu thương gửi đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Hân được mọi người yêu quý đặt cho danh hiệu là Hoa hậu quốc dân. Theo Hân thì vì sao mình lại được mọi người yêu ái với cái danh xưng này? Thật sự thì mỗi lần mà mọi người gọi Hân là Hoa hậu quốc dân hay thậm chí là Hoa hậu nhân dân thì Hân cũng dạ dạ. Nhưng mà nếu mà ở trên mạng xã hội mà mọi người gọi, Hân thường đáp lại, Hân bảo là thôi, Hân không phải là Hoa hậu quốc dân. Tại vì Hân nghĩ là Hoa hậu quốc dân có nghĩa là quốc gia, dân là luôn vì dân. Và trong khi đó Hân vì Hân cũng nhiều mà, Hân cũng vì gia đình của Hân nhiều mà. Hân phải vì tất cả mọi người là nhiều đâu, nên là Hân cũng rất là ngại. Còn cái việc mọi người gọi thì chắc là Hân nghĩ là những cái hình ảnh mà xuất hiện mà đời thường nhất của Hân á, xong mọi người không biết phải ví Hân sao nên là gọi Hoa hậu quốc dân cho nó gần gũi. Chứ nếu mà đúng từ mọi người gọi hơn, em nghĩ là Hoa hậu bình dân. Hân ở thời điểm hiện tại có gì khác so với thời điểm mới đăng quang? Hân nghĩ là Hân khác rất là nhiều từ cái thời điểm mà Hân mới đăng quang tới thời điểm hiện tại. Khi mà mới đăng quang thì Hân rất là nhút nhát, Hân rất là ngại. Làm gì cũng kiểu như là phải suy nghĩ trước rồi tính sau, phải hỏi các anh chị ekip cái này được không, cái này được làm không, cái này được phép hành động không. Tất cả mọi thứ hầu như là phải hỏi tất cả các anh chị hết. Và tới thời điểm hiện tại thì Hân có vẻ như là gọi là tự tin hơn. Ví dụ như ngày hôm nay xuất hiện trong buổi ngày hôm nay, Hân cũng đi một mình Hân thôi. Và đó là nói về công việc. Nói về bản thân Hân thì Hân cũng thay đổi nhiều hơn. Ngày trước thì cảm xúc nhiều hơn. Hồi trước á, ví dụ như là đi các hoạt động xã hội á, đùng một cái mà mình cảm thấy buồn hay gì đó, mình không có nghĩ gì nhiều, chỉ khóc thôi. Còn bây giờ là mình suy tính hơn một tí. Ví dụ có những cái đó mình giữ lại cái cảm xúc đó, mình về mình ghi lại, mình nốt, mình có thể làm gì cho họ. Thì thấy mình gọi là có từng bước hơn, chứ không phải là bị cảm xúc như khi mà mình lúc còn trong cái thời điểm đó. Rồi cái thời điểm đó thì ví dụ như là mình có nhận được những cái lời chia sẻ trên mạng xã hội, thường mình hay buồn lắm, không dám đáp lại, âm thầm kéo mềm chùm khóc. Trời. Còn bây giờ thì là gọi là tự tin hơn, đáp lại đó. Thì em thấy là em có trưởng thành hơn một tí sau khoảng thời gian 5 năm như vậy. Một tí thôi à? Dạ một tí, em nghĩ là một tí thôi. Tại vì thật sự là em vẫn đôi khi á, em vẫn nghĩ rằng là cái việc mà mình đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ á, đó là một cái may mắn của mình. Và mình cứ bị cái từ may mắn đó làm cho mình không có bung. Mình vẫn giữ những cái gì đó một chút ở trong bản thân của mình. Mình không dám sống đúng với tính cách của mình. Thậm chí là mình phải mở một cái tài khoản gọi là giả để mình sống thật, mình giỡn thật ở trong đó, để mình thể hiện những cái gọi là bản tính riêng của mình. Đấy là những điều được của mình là đã trưởng thành lên sau cuộc thi đó, sau cái quá trình đó. Nhưng mà cũng mất đi cũng khá nhiều đúng không? Dạ, mất thì chắc chắn. Hay mất đi những người bạn của mình, hay mất đi khoảng thời gian mà ở với gia đình mình nhiều hơn. Với những người bạn của mình hồi trước là mình có những cái thời gian gọi là đi ăn uống nè, tâm sự cả chuyện tình cảm, công việc, rồi thậm chí nói xấu người khác. Nhưng mà bây giờ cái khoảng thời gian đó không có nữa. Hay rất là ít gặp các bạn, hầu như là chưa có một cái buổi nào mà ngồi lại mà đủ hết tất cả những người bạn của mình ngồi nói chuyện, ngồi tám xuyên quốc gia như vậy nữa. Hầu như là thời gian của mình chỉ dành cho công việc và suy nghĩ cái gì cũng công việc. Mình gặp có ra được cái việc gì không? Không biết tại sao là như thế. Rồi, với gia đình mình cũng vậy luôn. Hồi trước thì mình có nhiều thời gian hơn, mặc dù là bây giờ có những cái khoảng thời gian là mình cứ phải là có thời gian một xíu thôi là mình phải tranh thủ về nhà. Nhưng mà khoảng thời gian của ngày trước là sẽ nhiều hơn. Ví dụ như là về dịp Tết á, sẽ không phải suy nghĩ nhiều. Mình chỉ về Tết với gia đình thôi. Còn bây giờ nếu mà về Tết á, là mình các anh chị gửi Hân ơi em rảnh không quay hình đi, có cái em quay cái này nha, em trả lời phỏng vấn cái này nha. Đó thì mình về quê về Tết với gia đình, nhưng mà bên cạnh đó mình vẫn ưu tiên một chút là dành cho công việc. Thế thành ra là thời gian mình bị lấy đi rất là nhiều luôn, dành cho tình bạn hay là gia đình của mình. Nhưng mà thời gian dành cho gia đình bạn bè thì ít đi vì mình tập trung cho công việc của mình. Thế còn thời gian cho riêng bản thân thì sao? Dường như Hân lại nói rất ít về bản thân mình. Bản thân Hân, cái khoảng thời gian mà Hân thích nhất hay là luôn ưu tiên nhất, ví dụ như là khoảng thời gian mình sẽ tập thể thao hay là đi chăm sóc cho bản thân, thì khoảng thời gian đó là khoảng thời gian mà Hân thấy rất là tuyệt vời. Nếu mà con có cơ hội sắp xếp được á, ví dụ như là buổi sáng Hân có thể đi tập gym, xong sau đó là Hân đi spa chẳng hạn. Hân rất là thích đi spa, đi lấy mụn, mặc dù mình không có mụn nhưng mà mình thích cái cảm giác mà được lấy mụn. Mình bản thân Hân thì chưa có làm gì trên cái gọi là
gương mặt của mình hết. Mình vẫn đang để là nguyên bản. Đẹp tự nhiên. Nhưng mà mình rất là thích đi spa, nhất là đi lấy mụn. Được kiểu nâng niu á, được chăm sóc á. Vậy thì đã có ai nâng niu hen theo cái nghĩa hơi cá nhân một xíu chưa? À, cái nghĩa nào ạ? Cái nghĩa ví dụ như một người đàn ông nào đấy khiến cho trái tim hen rung động chẳng hạn. Thì hen cũng đã trải qua một khoảng thời gian cũng có người yêu mà, thì cũng có cái cảm giác như thế, nhưng mà người khác nặng mụn thấy sướng hơn. Tất cả khán giả thôi đều rất tò mò là cái mẫu đàn ông lý tưởng, mẫu bạn trai lý tưởng của hen là gì? Hen thấy là mẫu đàn ông, không phải mẫu bạn trai lý tưởng của hen, nó cứ thay đổi theo cái độ tuổi và suy nghĩ của bản thân, hay là cái lúc mà mình đã trải qua rồi, hay là kinh nghiệm rồi, thì mình cứ có những cái sự thay đổi. Và tới thời điểm hiện tại thì bản thân hen thấy là nếu một người đàn ông mà ví dụ hồi trước á, một cái gọi là chưa thay đổi đó là người đàn ông có ý chí cầu tiến. Tức là hen chưa bao giờ là suy nghĩ là người yêu của hen á là phải giàu, nhưng mà phải có ý chí đó. Hen thấy là cái điều đó là chưa thay đổi, là bất biến. Dạ, bắt buộc phải có, mọi người nhớ nha. Ừ, đó vẫn chưa thay đổi nha, vẫn giữ là người yêu của hen phải có ý chí cầu tiến. Rồi điều thứ hai là phải biết quan tâm, tại vì yêu một quãng thời gian rồi hen thấy là cái việc mà được người yêu quan tâm đó là một cái điều mà mình cảm thấy rất là hạnh phúc. À, tiếp theo đó là một người đàn ông là vì gia đình, hen rất là thích điều đó luôn. Tại vì hen nghĩ là một người đàn ông mà vì gia đình á cũng sẽ vì mình, vì cái gia đình mình sau này cũng như thế luôn. Vâng, điều đó là một cái điều mà hen càng kiểu như trải nghiệm trong cuộc sống, là hen càng nhận ra rằng là hen cần một người đàn ông vì gia đình. Một tấm hình đây. Đây là một tấm hình mới nhất mà hen đăng. Đây là hen đăng trên trang Facebook của mình, trang fanpage của mình. Đây là một tấm hình cho dự án phim 578. Tấm hình này thì là tấm hình shooting lại thôi, chứ không phải là được chụp ở trong cái lúc mà hen bấm phim 578. Hình ảnh của hen trong phim 578 thì khác, không được thả tóc, với lại kiểu được make up xinh đẹp vậy đâu. Chúng ta có thể thấy những cái hình ảnh đầu tiên trong bộ phim là đây là một vai diễn rất là nặng đô, đánh đấm rất nhiều, hành động bầm dập cả người luôn. Vậy tại sao ngay trong cái dự án điện ảnh đầu tiên mà lúc đấy lại còn đang là hoa hậu nữa lại chọn một cái hình tượng nó hơi lạ lùng như thế? Thật sự là cái vai đó là nghĩ tới hành động nhiều là cái gì đó mà em rất là thích rồi. Hành động nhiều là thích. Em thì rất là thích, hen thì rất là thích hành động. Bộ phim thường ngày mình xem á, nếu mình có nhiều thời gian hay là lựa chọn, nếu mà lựa chọn những cái bộ phim highlight ra thì hen vẫn ưu tiên những cái bộ phim hành động mà hen sẽ xem, hoặc là những cái nhân vật mà hành động mà họ đóng mà hen rất là thích á, hen sẽ đi mò họ ra để xem. Đó, nên là được giao một cái vai gọi là hành động mà hơi ẩn ẩn như vậy á, ôi thú vị đấy, hen thích. Đây là một tấm hình tiếp theo. Hen nói gì về tấm hình này? Đây là một hình ảnh đời thường rất khác của hen. Thường ngày em phải như thế này và nói, nhưng mà em bình thường thì lại như thế này, làm những cái động tác hơi gọi là ngáo ngáo một tí, không được bình thường đó. Nên là tấm hình này là kiểu như là ekip đang nói cái gì, chỉnh đèn hay làm gì á, là em làm cái động tác này. Tức là mọi người bảo là chị Hen ngồi đi em để em chỉnh đèn, ok. Xong mình tỏ, ủa mình đơn chịu lại được. Đâu như nào nhỉ? Dạ, đó. Thì mình hay như vậy. Tức là ví dụ như mình không bao giờ gửi những cái hình ảnh mà nghiêm túc cho ekip của mình cả. Đây ví dụ như hình ảnh đó là kêu set đèn, chị Hen ngồi yên, nếu có giờ ngồi yên mình nhìn vào ống kính hay gì đó để set đèn, mình phải làm một hành động này. Set đi. Làm đi. Đấy kiểu vậy. Hay là BT bảo là Hen ơi đi vô tập không, Hen mệt lắm, Hen không đi được. Xong gửi một tấm hình thật là ngáo ngáo, xong kêu Hen ơi làm ơn gửi tấm hình đẹp đẹp dùm để anh không bị ám ảnh đó. Mình quen như vậy đó, cuộc sống mà mình tiếp xúc với những người bạn của mình, những người anh chị em làm việc của mình, không bao giờ mình mà nghiêm túc được. Và xin mời tấm hình tiếp theo. Tấm hình tiếp theo ạ. Oh! Đây là cô bé Hen Nhi lúc mấy tuổi ạ? Dạ em nghĩ là lúc này chắc khoảng tầm 5 tuổi hay là 6 tuổi gì đó. Hoặc là dạ em nghĩ tầm đó. Đấy,
cái nét ngày xưa mình đã lém lỉnh như vậy rồi. Cái bức hình này được chụp trong hoàn cảnh nào? Bức hình này được chụp trong một cái dịp hình như là em nhớ không nhầm là dịp Tết hoặc là một cái dịp đầu năm, tại vì đầu năm thì mới hoa cà phê mới nở. Nhưng mà em rất là nhớ cái bộ đồ này, tại vì đây là bộ đồ đẹp nhất mà em rất là thường xuyên mặc trong những cái dịp mà bản thân em cảm thấy đặc biệt. Và mọi người cứ chọc hen caro. Dạ. Ủa dép của ông mà em đã mang từ đó rồi nha. Của chiếc dép của ông màu trắng. Vậy là cái danh hiệu hoa hậu dép tổ ong hóa ra là đã gắn bó với hen ngay từ thuở lúc nhỏ còn bé luôn. Dạ vâng ạ. Thường là hồi đó tụi em hay mang dép và thường so bì nhau ai mòn hơn ai. Lúc mà tụi em đi học á, hoặc là chà thật là sạch, thật là đẹp, xem ai gọi là giữ giày, giữ dép sạch nhất. Với tấm hình này thì em nhớ ngày hôm đó thì em gái của em khóc rất là nhiều, mếu máo không chịu chụp hình với em. Còn em thì rất là vui hớn hở được chụp hình bên cạnh cái người mà chỉ chụp hình cười đi hen này kia là ông ngoại của em. Thì từ nhỏ là hen rất là thân với ông ngoại của mình. Mình sẽ xem tấm hình tiếp theo nhé. You, đây là tấm hình gia đình của hen trong một dịp Tết gần đây luôn. Gia đình rất đông người. Đây có phải bức hình này đã có đông đủ tất cả những thành viên trong gia đình của hen chưa? Gia đình của hen đó, mẹ hen sinh ra 9 người con nhưng mà có 3 người mất. Một người chị của hen và 2 người em của hen mất, thì thành ra là gia đình của hen bây giờ là còn 6 anh chị em. Còn 6 anh chị em nhưng mà mọi người đều rất là dễ thương. Ví dụ như khi mà hồi nhỏ thì thường là mọi người thời điểm đó là khó khăn nhiều á, nên là dành nhau từng miếng ăn. Hen còn nhớ một cái câu chuyện mà hen dành đồ ăn của chị, mà chị hen cầm một cái đôi guốc rất là ưu ái của chị hen mà chị dành mấy năm. Lúc đó là nhà hen rất là nhỏ, để đồ dễ với cái bịch đồ của chị là một cái túi đó, cái đôi guốc là ở trên. Chị lấy một đôi guốc bang một cái hen cũng đỡ. Lúc đó mình chưa có vỏ, có vỏ như bây giờ thì còn lâu nhé chị. Đụng vào cái tay này này của hen này, quẹo một cái. Nói chung là hen nghĩ chắc là thời điểm đó không biết là bị gãy hay là bị gì, nhưng mà hen không dám nói, không dám than. Tại vì giống như là cái đó là gọi là mình nghĩ là sức mạnh mà mình tự làm, mình tự chịu thôi, nên là không dám nói ba mẹ, không dám mách ai hết, chịu đau. Và đau tới bây giờ luôn, tay hen một lần bẻ như vậy là nó nhức. Rồi có rất là nhiều mà kiểu như là ví dụ như là hay đánh lộn ở chị em trong nhà là lúc tranh đồ ăn thôi. Xong rồi lúc về sau này á, sau khi mà hen đi học xa á, thì mọi người lại trở nên gọi là yêu thương, nhớ nhau. Rồi mỗi lần mà về thì lại được quan tâm, có đồ ăn thì lại được cho, lại được giữ nữa. Thành ra nó khác hoàn toàn với ngày trước luôn. Ngày trước thì hầu như là khi nào cũng kiểu như là gia đình khi nào cũng drama hết. Vì tranh nhau miếng ăn. Sao lại cười to vậy ạ? Đây là một tấm hình mà lần đầu trải nghiệm diễn xuất, diễn kịch. Ở đâu ạ? Không có một chút gọi là năng lực nào hết. Đây là ở trong nhà thờ. Lúc đó là hen rất là sinh hoạt ở nhà thờ rất là riêng luôn. Và cái này là làm hoạt cảnh. Hoạt cảnh thì mình lên đóng vai. Lúc đó là hen được phân vai là một cô tiểu thư nhà giàu, giàu có và rất là chảnh chọe. Ê, cái này khó này. Đó là thời điểm đó là hen đã diễn cái vai này, tự trang điểm cho mình, vẽ cái mắt đập lè luôn, son môi đỏ luôn. Đây là một chiếc đầm. Hen không biết giờ đi đâu rồi nhờ. Nhưng mà rõ ràng đây là một cái chiếc đầm mà hen rất là tâm đắc. Đi đâu em cũng nghĩ là em đang mặc một chiếc đầm đẹp nhất mà ai cũng đang nhìn em. Nên là em rất là thích chiếc đầm này. Nên là cái lúc mà hoạt cảnh này á, tự chuẩn bị đồ và hen đã lấy cái đầm này để mặc. Câu hỏi đầu tiên dành cho hen là: thế hen đi em vẫn còn đang độc thân đúng hay sai? Đúng. Trời ơi. Ủa anh đang độc thân mà có người yêu thôi. Từ câu đầu tiên là đã không thành thật rồi. Có người yêu mà lại nói là độc thân. Ủa độc thân có nghĩa là chưa kết hôn á? Sai rồi đó. Không, máy này chưa hiểu gì em. Máy này mua ở đâu vậy? Phải nói rõ. Alo máy, cái này là
mình độc thân có nghĩa là chưa làm giấy kết hôn đó, nhưng mà Hen có người yêu rồi. Chàng ơi, Hen có nghĩ mình là người sexy hay không? Có đủ gợi cảm hay không? Suy nghĩ kỹ nha trước khi ấn nè. Câu hỏi là Hen có cảm thấy mình đủ sexy và gợi cảm hay không? Đáp án của Hen là... Thật lòng mình đi xem nào. Không ạ. Hen không đủ gợi cảm và sexy. Ủa? Mày cái này lừa rồi. Người ta thường biết đến hình ảnh Hen là rất hồn nhiên này, rất chỉn chu. Nhưng mà Hen đã bao giờ uống rượu đến mức say chưa? Có. Ủa? Ủa? Đúng nè, đúng nè. Đó. Thế là tâm phục khẩu phục rồi nha. Dạ, tâm phục khẩu phục. Không, em có một lần thầy tâm lý của em mới bảo em là Hen phải uống thử say xem lúc say mình như thế nào. Thì cái lúc Hen say uống một lần thôi nào? Dạ đúng rồi. Cái lúc Hen say cũng... thì Hen như thế nào? Em rất là điên hơn. Tức là bình thường đã lầy rồi, cái dạ. Lúc uống say nó còn lầy hơn. Dạ, uống say còn lầy hơn. Đi mà kiểu múa tuệ tèo, múa cái gì? Múa... Đại khái là làm nhiều trò mà mọi người chỉ có ngồi cười thôi. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị sẽ lên tàu cùng Hen và hát bài Đi dọc Việt Nam, à lộn, Tàu Anh qua núi. Vỗ tay. Vỗ tay. Có chật đường ray thì chúng ta vẫn giữ bình tĩnh, hít một hơi thật sâu và giữ an toàn cho mình nha. 2, 3. Theo bánh con tàu đi là thương nhau, em bắt cầu cho tàu anh tới. Bắt đầu chặt đường ray này. Em không nổi nữa đâu. Chọn một ca khúc quá khó. Dạ, nhưng mà như vậy là cũng đủ để cho khán giả cảm thấy được một phần nào đấy khả năng ca hát của Hene rồi đúng không ạ? Xin cho một tràng pháo tay ạ. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe những điều mà Hen chia sẻ, hay là một cô Hen khác đi. Cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian để lắng nghe những chia sẻ của Hen. Hy vọng là tiếp tục nhận được những sự đóng góp của tất cả quý vị để Hen ngày càng trưởng thành và lớn lên nhiều hơn trong cuộc sống này. Bởi vì Hen tồn tại hay Hen phát triển không thể thiếu tất cả những đóng góp, những chia sẻ của tất cả quý vị. Một lần nữa Hen xin trân trọng cảm ơn.